Khuẩn ấy nó cứ gây nhiệt ấy. Thế xong rồi là chị cứ phải dùng cái thuốc bôi nhiệt. Chuyên môn đi mua thuốc bôi nhiệt. Bôi vào thì nó khỏi, bôi sớm thì nó khỏi sớm, bôi muộn thì nó khỏi lâu. Thế xong nhưng mà mấy tháng nay chị dùng cái này chị không thấy nó mọc lại nhiệt nữa. Chứ còn ngày xưa chị cứ bôi khỏi được khoảng một tháng, hai tháng nó lại nhiệt lại. Nó cứ nhiệt quanh miệng nữa ấy, thì miệng đau ghê lắm. Thế nhưng mà chị uống cái này chị bị cái chỗ cái cà tai này là nó nóng, cơ thể nóng lắm. Cái đợt hóa xạ trị của chị nhiều là nó nóng rồi, mở hết cả mắt, mở hết mắt rồi lại còn theo cái theo tiểu đường nữa. Bây giờ là cái chỉ số chị uống cái sữa này là cái chỉ số đường huyết của chị ok, đường 5,2 quá đẹp, quá đẹp rồi. Thế còn mỡ máu của chị đẹp không? Không có xuống à? Không còn nữa, không còn mỡ máu nữa. Cô lét vào đừng.